chào các bạn đến với kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ món thịt bò xào lá lốt. Thịt bò đã sơ chế sạch, lá lốt, hành lá, hành tây, ớt sừng. Hương vị có hành tím băm, tỏi băm, tiêu xay. Gia vị có muối, đường, bột ngọt, cà no. Nước tương, dầu hào. Mình đặt miếng bò thới dọc rồi mình sẽ cắt ngang lại nè. Mình đã chọn mua bò phi lê 300g. Mình sắc thật là mỏng. Bò cắt xong, mình cho vô tô rồi mình ướp cho thấm luôn nè. Nửa muỗng tiêu, đường nửa muỗng, muối một đầu muỗng, bột ngọt một muỗng, cà no nửa muỗng, hành tím một muỗng, tỏi một muỗng, nước tương một muỗng, dầu hào một muỗng. Rồi mình cũng cho một chút dầu ăn vô để ướp bò cho mềm ha. Rồi mình trộn lên cho đều gia vị, ướp trong vòng 10 phút. Mình sẽ để ướp 10 phút. Giờ mình bảo quản trong tủ lạnh nè. Bây giờ mình chuẩn bị cắt hành tây ra. Đầu tiên là mình cắt đôi ra, rồi mình cắt muối nhỏ. Ớt sừng mình cũng cắt sợi ra luôn nha. Đầu tiên là mình cắt đôi ra để mình lấy hột nè. Ớt sừng này có màu đỏ rất đẹp, giúp cho món ăn thêm màu sắc đẹp và hấp dẫn nha. Lá lốt mình chọn mua những lá xanh tươi nha. Đừng có lấy mấy cái lá mà màu sậm. Màu sậm nó là già, ăn nó sẽ bị cay với nồng á. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lá lốt ra ha. Mình cắt không nhỏ quá. Mình sẽ bắt cái chảo lên để xào thịt bò nè. Mình cho vô chảo một chút dầu ăn. Cho hành tím, tỏi. Mình đảo lên cho hơi vàng nha. Xào thịt bò thì mình để lửa thật lớn nha. Rồi mình đảo lên, mình đảo thịt bò lên nè. Mình xào bò vừa chín tới thôi. Xào khi bò vừa đổi màu thì mình bỏ hành tây vô.
Mình cũng cho ớt sừng sắc sợi vô luôn nè. Hành tây hơi tái là mình bỏ lá lốt vô luôn. Đảo vài cái thì mình tắt bếp luôn. Chứ mình đừng để cho lá lốt đen quá sẽ không đẹp. Mình cũng cho một chút hành lá vô nè. Đảo lên vài cái. Rồi mình tắt bếp. Mình cho ra dĩa luôn. Dĩa đựng thức ăn. Mình có trang trí có nhánh hoa nè. Trông có đẹp mắt không? Mình sẽ rắc lên một miếng tiêu và món bò xào. Thì món ăn của chúng ta thơm hơn, hấp dẫn hơn. Món bò xào lá lốt. Đơn giản dễ làm. Chúc các bạn thành công với món bò xào lá lốt nha. Nếu thích video hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn.